cái này thấy cưng quá chừng luôn cả nhà ơi. Đây nè, ai mà mê cái đế lò xo gặp cái này đâu chịu không nổi luôn ha. Đây cả nhà, trời ơi cái đế hết biết luôn ha. Mà cả nhà mình xem cái vàng nút mụ nè, cây của chị đẹp tuyệt vời luôn nha. Đây đó, tham khảo giùm em nha cả nhà ơi, cái lô này quá trình đẹp nè, xuất sắc luôn ha. Dạ em xin chào quý cô chú anh chị mình ha, đã quay trở lại kênh nha. Dạ hôm nay thì em có đến vườn mai của chị Thảo ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho cả nhà mình tham khảo một cái lô mai ghép nha cả nhà. Cái lô mai ghép này thì gồm có là giảo Thủ Đức và cúc Thọ Hương nha. Dạ hàng một mùa và hai mùa đều có hết nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình xem clip ha và ủng hộ cho bên vườn giùm em ha. Dạ đây là vườn mai của chị Thảo nha cả nhà. Rồi chị Thảo đây ha, đây là chị Thảo đang đây đây. Rồi mình sẽ lại mình giao lưu với chị Thảo nha cả nhà ơi. Rồi em chào chị Thảo nha. Em chào kênh Lê Thảo. Dạ đang, rồi. Em lại tới kênh Lê Thảo thì em có giới thiệu với cô chú anh chị em mình lô mai giảo Thủ Đức và cúc Thọ Hương. Dạ. Thì em thấy cái số lượng bên vườn mình nó nhiều quá chị Thảo. Giống như là bây giờ là chị báo giùm em ha, cái giảo Thủ Đức của mình số lượng là nhiêu chị? Số lượng khoảng 2.000 cây. Dạ. Với cúc Thọ Hương cũng khoảng là 2.000 cây. Dạ nó có mấy cỡ này chị? Nó có hai cỡ, Thọ Hương thì có hai cỡ, thùng thứ 6 và thùng 7. Dạ. Thủ Đức chắc cũng vậy hả chị ha? Rồi ha. Bây giờ em nhờ chị Thảo ha. Rồi cái nào C6, C7 chị giới thiệu giùm em ha. Lấy bóc vài cây mấy cái củ đẹp đẹp cho khán giả mình tham khảo nha. Đây, đây ha. Đây là thùng C6. Đây là hàng C6 nè. C6. Cả nhà mình xem củ đế nè. Đây ha, củ đế như thế này ha. Rồi, bóc thêm vài cây ngẫu nhiên nha chị. Nói chung là chị Thảo có nói với em cả nhà cái lô của chị là quấn đế cực kỳ đẹp luôn nha. Đây cả nhà mình tham khảo giùm em nha. Đây là giảo Thủ Đức ha. Này C6 hả chị? C6. Dạ C6 mình bán giá là sao chị? Bán giá 45.000 cây, 5 cây em gửi hàng và 10 cây em bao ship. Dạ rồi. Giá cực kỳ dễ chịu nha cả nhà mình ơi. Chỉ có 45.000 một cây mà cả nhà mình xem củ đế nè. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn nha. 45.000 một cây, 5 gửi hàng và 10 bao ship cả nhà. Và chị Thảo thì cho em xem thêm một số cây nữa nha cho quý vị khán giả mình tham khảo ha. Cái này là chị Thảo ghép củ đế nó đa dạng như cả nhà. Đa dạng cho trong là lò xo đâu cần đầy đủ. Rồi, lò xo đầy đủ. Rồi để cho em coi ha. Dạ. Gần gần coi. Đó cả nhà. Đó mình tham khảo giùm em nha. Đó, có mấy dạng này cả nhà. Đó. Đó chị Thảo cầm lên em ha. Cái bí có nó ha chị ha. Có bí. Có bí có lò xo nè. Đó, xuất sắc cả nhà, đẹp quá ha. Rồi ha. Rồi cái này là hàng C6 ha. Hàng C6. Rồi, 5 gửi hàng 10 bao ship nè. Giờ cho em coi cái hàng C7 của Hữu Đức đi chị. C7 ha, nằm ở khu nào? Rồi đi vô trong ha. Rồi khu này nha cả nhà. Đó, chậu C7 nha. Rồi ha. Cũng củ để gì nè. Đó cả nhà. Cái hàng C7 á thì là nó trội hơn cả nhà ha. Cái cây nó to, khá to hơn và củ đế nó cũng rất là ok cho mình luôn. Đây cả nhà. Nè, nó cái củ đế nè. Trời ơi, xuất sắc nha. Rồi cho anh xem thêm mẫu nữa chị. Bên vườn của chị Thảo cả nhà nó chú quán trọng cái bộ đế nha. Đế đẹp quá chứ. Có hình rắn. Cái số lượng hình rắn này nhiều không chị? Nó cũng lộn xộn trong đây cũng số mà chứ không nhiều không. Dạ cũng số ha. Nói chung là bao là hàng là có củ đế cho mình ha. Và đút nụ chơi Tết luôn nha cả nhà. Hàng này hàng mini rất là đẹp cho mình luôn ha. Rồi cả nhà ơi, mình tham khảo lẹ giùm em cái lô này ha. Rồi, cái lô này thì em bán là 80.000 một cây. Thì 3 cây em gửi hàng và 5 cây em bao ship. Rồi cái loại này là 80.000 một cây nè. 3 gửi hàng và 5 bao ship nha cả nhà. Rồi ha. Chị cho em xem thêm một số bộ đế nữa đi chị. Khán giả mình rất là thích xem mấy cây mà đế đẹp á. Rồi nhờ em nhờ chị Thảo ha. Rồi ha. Bên đây hình như em thấy cũng có cúc Thọ Hương hả chị Thảo? Bên đây có cúc Thọ Hương. Rồi mình lấy cái đế cúc Thọ Hương cũng được nha chị ha. Chắc cũng đồng giá luôn hả chị ha? Cũng đồng giá 80.000 luôn. Đồng giá 80.000 luôn nha cả nhà. Đây ha. Rồi chị sẽ bóc mà. Đây cả nhà, có đế giống nha. Cũng là so hả chị? Cũng quấn là so. Trời ơi nè, cái đế nè cả nhà. Trời ơi cái đế quá tí luôn ha. Rồi ha. Cũng là so. Đây nè. Cả nhà, trời ơi cái gốc mà xuất sắc nha. Nói chung là bên mình là chú trọng cái đế nha cả nhà. Cũng có đế củ nở như vậy nha. Đó, đế lò so củ nở nè, đế rắn luôn nha cả nhà. Bây giờ bên chị sẽ giao hàng cho mình sẽ bóc ngẫu nhiên nha. Nhưng mà nói chung là sẽ đảm bảo cái đế rất là đẹp cho cái nhà mình luôn nha. Cái nhà mình an tâm ha. Đó cái nhà mình xem nè. Chiều cao của cái lô này thì em thấy nó trung bình tầm khoảng chừng là 40 cm ăn lên. Nha, 40 ăn lên. Và cái hàng này là
Nó nằm ở chậu C7 nha cả nhà. C7. 80k một cây. Ba gửi hàng và năm bao ship nè. Rồi chị, em thấy ở trong đó kìa chị. Nó chị vô đây. Em thấy có mấy cây họ hương á, mình bóc lên cho khán giả tham khảo luôn chị. Này cũng giống như rồng vậy nè. À nó quấn à. Ừ. Nó quấn cây rễ nè. Rễ. Đây nè cả nhà. Ôi, giống giống rồng chị chứ. Đây nè. Rồng. Đẹp quá ta. Nó tham khảo thêm nữa đi chị, bóc vài cây nói chung là đa dạng hết đi. Ừ, đa dạng rễ nha. Kiểu dáng rồi này kia luôn. Đó, cái chỗ tay chị đó, chỗ tay chị là cái gì? Bóc lên luôn đi. Đó, cho coi lại. Có hương mà. Rồi đế cũ thì từ lưa này lộn xộn đi. Cho khán giả mình coi ha. Ừ, nó cũng đó, lộn xộn. Nói chung giao là sẽ giao ngẫu nhiên nhưng mà đảm bảo là có hàng đều đẹp. Dạ. Rồi cả nhà. Cái lô thọ hương này rất là khá nha cả nhà. Số lượng mình có nhiều không vậy ha? Dạ, cái hộ này 100 cây à. À, thọ hương thì chỉ còn khoảng 100 cây nhưng mà đa số là giả hữu rất nhiều nha cả nhà. Rồi ha, chị bóc lên nha. Trời ơi, cái bộ đế nè. Đây cả nhà ơi. Đó, lô thọ hương này chỉ có 80.000 đồng một cây thôi nha cả nhà ơi. Quá trời luôn ha. Và cái hàng này là ok nút nụ cho mình chưa Tết nha cả nhà. Đây hàng có nút nụ cho mình ha. Đó, nói chung rồi, là ok rồng luôn. Rắn rồi này kia đó cũng có. Quấn rồng, quấn rắn đi luôn. Cho em coi cái nụ nè. Trời ơi, nụ nè cả nhà. Đó, hàng của chị là hàng già mùa nha cả nhà. Đây, quấn rồng, quấn rắn gì đó chị. Cây này là quấn kiểu gì đó chị? Môi cái đế đó giùm em. Ờ, nó ra nó cũng không biết gì đâu. Nói chung là nhà tự làm như cả nhà. À, tự làm mình đó. Tự cạo dáng tự sáng tạo luôn á. Rồi nó ra cái dáng gì đây. Nói chung là có quấn cụ đế cho mình, cái nhìn nó lạ lạ như cả nhà, cái nhìn nó quái quái nè. Có rồng. Rồi ha. Rồi cho thêm tham khảo thêm số cây nữa đi. Đó, em thấy cái lô bên mình á, cụ đế đẹp quá chừng ha. Rồi ha cả nhà. Nói chung là bao cụ đế cho mình nha, bao cụ đế đẹp. Đây đây em thấy. Đó đó. Xe sáo nó cũng có lộn đây, gắn đây, rồi nha. Trời ơi con gắn này cả nhà nguyên con luôn nè ha. Nhìn đẹp quá chừng nè. Đây cả nhà. Đây nè, đó, gắn nè. Trời ơi. Đây nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi. À đây ha. Cái đế rắn này cả nhà. Nó cái đế quá chừng đẹp ha. Rồi bên chị sẽ gửi ngẫu nhiên lộn xộn cho mình nha cả nhà nhưng mà bao đế đẹp ha. Rồi chứ nếu mà gửi gắn hay là bí không nhiều quá thì không có nha cả nhà nhưng không mà có. Sẽ là lộn xộn cho mình ha. Sẽ có đế này đế kia lộn xộn nhưng mà nó sẽ rất là đẹp cho mình luôn. Chị đang cầm cái đế rắn hả? Đế rắn. Nằm nguyên quần. Đó nằm ngoằn ngoèo như thế nha. Đế rắn đế rồng gì đây. Ủa, quá trời đẹp cả nhà ở cái lô này ha. Dạ cái chậu C nè, cái chậu C6 nè cả nhà. Rồi giá chỉ có là 45.000 một cây thôi ha. Rồi 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship. Dạ đúng rồi. Bây giờ là tham khảo thêm đi, em thấy cái khu vườn của chị quá trời luôn nè, mình tham khảo thêm một số đế nữa nha cho cả nhà mình nè nắm rõ rõ một xíu nha. Cũng cũ bí hả? Dạ. Nói chung là hàng nãy nhà làm hết nha cả nhà, quấn lộn xộn hết luôn, nó ra nhiều kiểu. Bên mình có đế thú không chị? Không có đế thú. Không có đế thú ha. Chỉ có nhiều khi rồng với rắn là so bí. So bí. Đây cả nhà đó. Dạ. Chất lượng chưa? Cụ nở đàng hoàng. Cụ nở mà đẹp luôn nè. Rồi cả nhà cái lô ha, cái lô C7 nha, chỉ có 80.000 một cây thôi. Ba gửi hàng và năm bao ship nha cả nhà. Đây ha, quá trình đẹp luôn. Rồi một cái khu vực rất là rộng lớn cho mình luôn ha cả nhà. So là đây bự là so cây là nở cũ không à. Ôi trời ơi, cây này nở cũ mà lên bự nè. Ôi ôi. Cái cây này cưng quá chừng luôn cả nhà ơi, đây nè. Ôi ai mà mê cái đế lọ xo gặp cái này đâu. Chịu không nổi luôn nha. Đây cả nhà, trời ơi cái đế hết biết luôn ha. Mà cái nhà mình xem cái dàn nút nụ nè. Cây của chị đẹp tuyệt vời luôn nha. Đây. Đó, tham khảo giùm em nha cả nhà ơi, cái lô này quá trình đẹp nè, xuất sắc luôn ha. Nó phải nói là nhà vườn của mình á, cả nhà chăm chút, rất là chăm chút cho cái bộ đế của cây luôn nè, cả nhà mình xem ha. Cây nó rất khỏe mạnh và cái bộ đế nó rất là đều luôn nha. Rồi cái nhà mình tham khảo giùm em cái lô này nha. Rồi em nhắc lại giá nè, chậu cái này nha, C7 ha, là chỉ có là 80k một cây thôi. Ba gửi hàng và 5 cây thì được vườn chị bao ship luôn. Dạ. Rồi chị em gửi chị ha. Rồi em đi vòng vòng chút xíu nữa. Đây cả nhà ha, số lượng thì có rất nhiều ha. Dạ đặc biệt là bên vườn của chị Thảo nha cả nhà, có giá sỉ cho khách hàng mua đi bán lại ha. Mình mua số lượng càng nhiều thì bên chị Thảo để giá rất là hữu nghị cho chúng ta luôn nha. Rồi cả nhà mình có nhu cầu thì mình hãy liên hệ với chị Thảo nha. Số điện thoại là 0358017920. Rồi số điện thoại của chị Thảo á nha cả nhà. Ôi trời ơi cái gì đây? Đó cũng gắn á, gắn mà tại vì dốc con Nguyên Thủy á. Ôi. À, đó. là cái mai này là cái mai mấy con á. Luôn á chị ha, mấy con hả? Mấy con rồi mình sửa đế á. Ở đây cả nhà. Trời ơi tham khảo. Ồ đã quá. Trời nó mê. Mình trồng lâu quá cái nó vậy đó. Cái này được mấy năm chị? Tại mới có 2 mùa à. Trời ơi 2 mùa mà sao nó bự dữ vậy?
Ôi cả nhà mình Đó, xem nè. cây nó phát triển mạnh. Ôi phải nói là cái vườn mình trong hai mùa mới cây khủng khiếp rồi này. Cho cả nhà mình xem cái tàn nha. Ôi mới có Đó là hai cây mùa nguyên thôi cả thủy nhà. trồng. Nó cây nguyên thủy luôn nha. Nó có bông bằng này chưa chị? Hả? Có bông bằng này chưa? Chưa, cây con mới lên này mùa này chưa. À trời ơi 2 năm mở cây bự chảng như này cả nhà. Và cái đế nó cực kỳ đẹp Hãy luôn ha. thả ra chứ chưa làm bông. À rồi Cũng có nụ rồi nãy còn kia. cái nào không? Còn cái nào nữa không? Không có một cây đem À có vô một bận cây kia hả? trồng ngoài vườn hết Dạ vô trơn trồng ngoài vườn nha. Rồi cả nhà, chủ vườn rất là vui vẻ luôn ha. Cả nhà mình thích thì ủng hộ giùm cái vườn mai của chị Thảo nha. Rồi cả nhà, em nhắc lại ha, với cái chậu là C6 cả nhà thì là gồm có giảo Thủ Đức nè, cúc Thọ Hương ha, 45k một cây nha, và 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship cho chúng ta nha cả nhà. Rồi đối với cái chậu C7 á thì gồm có là cúc Thọ Hương nè và giảo Thủ Đức luôn. Thì cái loại này là 80k một cây và 3 cây gửi hàng, 5 cây bên vườn chị Thảo sẽ bao ship cho mình. À cái khu này là cúc Thọ Hương chậu C6 à chị. Cúc Rồi, Thọ Hương chị chỗ bóc giùm em C6. vài cây nha, nãy em chưa đi khu này nè. Rồi, bóc giùm em vài cây ha. Giờ cho khán giả mình coi ha. Này thì cũng bí là sò. Bí nè cả nhà. Nó cúc Thọ Hương đế bí nè. Cái đế xuất sắc luôn nha. Bí bí cả nhà, đẹp Bí ha. là sao? Nói chung là cái lô mai này bên vườn chị quấn đẹp quá. Rồi, đế bí, đế lò xo luôn nha. Rồi. Cái sao thì khi nên tự tạo dáng Nha, tự tạo dáng đó, nó tự ra cái kiểu mình tự không biết ra luôn. kiểu mình không biết như thế nào luôn Khi mình nằm xuống đất thì nó sẽ tự ra luôn, mình không có biết, lúc đầu thì quấn vậy thôi. Mình nuôi cây bao lâu năm thì nó càng tạo ra để đẹp hơn. Dạ rồi, rồi cho em tham khảo một cây nữa đi. Đây cây bí ha cả nhà. Rồi ha, như thế này là chỉ có 45k một cây thôi. Củ đế đẹp cho mình đối với chậu C6 nha. 5 cây gửi hàng, 10 bó xíu nha cả nhà. Và em sẽ kết thúc video của mình tại đây nha. Dạ em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip và em mong rằng cả nhà mình sẽ yêu thương và ủng hộ cho vườn mai của chị Thảo thật là nhiều nha cả nhà. Dạ em hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình nha vào clip sau nha. Dạ xin cảm ơn ạ.